Nam Mô A Di Đà Phật, kính chào toàn thể chư quý đồng đạo. MC ơi, có câu hỏi quá lâu, tôi ngồi nãy giờ tôi chờ mỏi lưng luôn. Xuống trong nhờ tôi chia sẻ nè, mà bây giờ lịch sự phải chờ Hương Cao nói hoài thì ngồi đây phải phải ngồi nãy giờ, đâu có dám rời máy đâu, đâu dám đi đâu đâu. Thành ra như vậy làm MC vậy chết rồi. MC ơi, MC say sưa sức khỏe không à? Kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo, bây giờ Ái Quốc yêu cầu tôi chia sẻ hai cái bài trong mây. Tôi cũng xin chia sẻ hai cái bài trong mây ha quý vị. Bài trong mây thứ nhất là phiêu phiêu mây bạc trắng lòa, ấy là tại lĩnh Ngọc Tòa sai ta. Xuống trần thấy chúng thiết tha, vì đâu sắp đến hằng hà lưỡi rơi. Chừng nào mới được thảnh thơi, qua năm tức hợi Phật trời định phân. Kính thưa toàn thể chư quý vị đồng đạo, thì cái bài này Đức Thầy nhìn cái dần mây trắng bay qua, thì Ngài có làm hai cái bài thơ để tả cái cảnh mây bay ha, để nói lên cái điềm trời và cái sứ mạng của Ngài. Thì cũng trùng hợp là trước đây á, trước kia lịch sử có để lại là Địch Nhân Kiệt là cái sứ thần đi tuần du ở trong nước để mà trừ gian diệt ác. Thì một hôm ổng thấy cái dần mây trắng hiện ra, thì ổng nói với hai bên tả hữu á, nhà của ta ở nơi đó và cha mẹ của ta đang ở nơi đó. Thì ý của Địch Nhân Kiệt nói rằng là ông là con của thần, có sứ mạng hôm nay là xuống trần để trừ gian diệt ác, cho nên là lãnh cái sứ mạng của nhà vua là khi mà đi tuần du mà gặp những cái tham quan ô lại đó, những cái người mà sách nhiễu dân tình đó, thì trừng trị tại chỗ, à không có cần tâu với vua nữa, được cái lệnh cũng giống như là cái thượng phương bảo kiếm của Bao Công vậy đó. Cho nên là hôm nay Đức Thầy cũng nhìn cái dần mây trắng bay qua, thì ngài viết ra hai cái bài. Phiêu phiêu mây bạc trắng lòa, phiêu phiêu tức là Đức Thầy tả cái cảnh mây bay một cách nhẹ nhàng, đó là cái điềm trời, ngài cho biết đó là điềm trời. Ấy là tại lĩnh Ngọc Tòa sai ta, thì ấy là tại lĩnh Ngọc Tòa sai ta. Thì Đức Thầy nhớ lại sứ mạng của Đức Phật Tổ và Đức Ngọc Đế sắc lệnh cho Ngài lâm phàm để khai đạo. Xuống trần thấy chúng thiết tha, xuống trần tức là lâm phàm, thấy chúng là thấy chúng sanh thiết tha, là cái lòng của Ngài á, cũng như bị ai cắt ai mài vậy đó, là thấy chúng sanh đau khổ á, cái lòng Ngài rất là thương xót. Ngài lâm phàm nhằm lúc chúng sanh bị khổ nạn thảm khốc. Là vì sao? Vì cái đất nước Việt Nam thì đang bị người Pháp đô hộ, rồi cái chiến tranh thảm khốc đang xảy ra. Vì đâu sắp đến hằng hà lưỡi rơi, vì đâu là tại sao, sắp đến là gần ở trước mắt rồi. Hằng hà lưỡi rơi, hằng hà lưỡi rơi là con muốn nói dân loại sanh linh nhiều cái đau khổ, khóc rơi nước mắt. Do cái nghiệp quả của chúng sanh quá nặng nên chiến tranh sắp xảy ra đó. Đức Thầy lâm phàm, Đức Thầy cho biết là đã tiên tri cái đệ nhị thế chiến nó sẽ xảy ra. Chừng nào mới được thảnh thơi, thì ngày đây là cái câu hỏi Ngài đặt ra, chừng nào mới được thảnh thơi, thì nào mà cái nhân loại mới thoát khỏi cái nạn ách, mới được thông thả. Qua năm tức hợi Phật trời định phân đó, thì cái câu này là Đức Thầy cho biết đó, qua năm tức hợi Phật trời định phân. Thì qua năm tức hợi theo cái nghiên cứu, cái hiểu biết của tôi đó, thì phải qua hết cái năm tức hợi. Vì tại sao vậy? Vì sứ mạng của Đức Thầy đó, thì hai năm tức hợi là ngày có lập đời, tức hợi nhị niên giai tiền định huần lai thượng cổ mới bình yên. Vì thế mà phải qua năm hai năm tức hợi thì ngài mới là thỉnh Phật để lâm phàm để mà hợp cái cộng đồng ở tại thế gian.
Ngài cho biết qua năm Tức Hợi, nhị niên là sẽ có cuộc hội cộng đồng ở tại thế gian để ban thưởng. Kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo, để tóm lại 6 cái câu của bài Trong Mây Thứ Nhất: đứng nhìn mây trắng bay qua là điềm trời báo hiệu Đức Thầy chậm lòng nhớ lại sứ mạng của Ngài chẳng còn bao lâu phải xa cách bổn đạo. Ngài thương cảm, Ngài cho biết sau 2 năm Tức Hợi nhị niên sẽ có cuộc họp cộng đồng ở tại thế gian để Phật trời ban thưởng cho những người hiền lương đức hạnh. Thì chẳng những ở cái bài Trong Mây này mà trước đó là cái bài Tỏ Câu Quyền Bí, Ngài cũng đã cho biết rồi. Ngài là sẽ cái xác thân của Ngài luôn nhận ẩn danh ẩn cư một cái thời gian dài, ẩn bằng cái nhục thể này luôn. Ngài cho biết vậy, cho nên là dù ai có nói gì đó, ai hãm hại Đức Thầy, chúng ta định có tin. Vậy Đức Thầy ra đời năm Kỷ Mão là Ngài đã báo tin đó rồi, báo cái tin là Ngài có cái sứ mạng lâm phàm giáo hóa chúng sanh một thời gian, rồi Ngài phải ẩn danh ẩn cư. Trong thời gian ẩn danh ẩn cư ấy đó, Ngài dân du khắp cõi Ta Bà để giáo hóa chúng sanh. Xong rồi đó, Ngài mới trở lại cái bầu trời riêng của Ngài, họp cùng các cái chư thánh tiên để mà chuẩn bị cái khi mà cái cho thiền định đến đó, thì Ngài xuất hiện để làm cái sứ mạng kế tiếp. Xin chia sẻ cái bài thứ hai: Tây dứt liên nam thân, tam giáo quy nguyên diễn lý cân, hùng anh tiên quốc lai hàng phục, đinh hợi đáo niên tạo thị nhân. Tây dứt là Tây Vực hay là Tây Thiên Trúc gì nó cũng vậy thôi, là chỉ cái nơi Đức Phật tổ ngự. Liên là nói liền, nam là phương nam tức là miền nam Việt Nam. Nhiếp cùng chung, định thân là quyết, quyết như vậy, thân chia rõ ràng. Phương nam ở miền nam đất nước Việt Nam, sau sẽ có Phật thánh tiên đáo lai để họp cộng đồng ban thưởng cho những người hiền lương đức hạnh và trừng phạt những cái người hung ác. Tam giáo quy nguyên diễn lý căn, tam giáo là Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo, gom về một mối. Quy nguyên là tức là gom về một mối, diễn lý là dẫn ra cái lý lẽ, căn là đo lường, là xem xét. Phật giáo sau này sẽ tồn tại, trong đó có cả Khổng giáo và Lão giáo. Thì sau khi lập đời đó, Đức Thầy cho biết đó, bây giờ ở trên thế giới có rất nhiều tôn giáo, sau này chỉ còn có một cái tôn giáo là Phật giáo thôi. Mà trong cái Phật giáo đó có cái Lão giáo và Nho giáo là hai cái nền tảng rất là tốt đẹp tồn tại ở trong cái đạo Phật sau này. Hùng anh tiên quốc lai hàng phục, hùng là con vật, anh là xuất sắc, muốn chỉ những kẻ anh hùng, những kẻ xuất sắc. Tiên quốc là các nước chư hầu, những nước lân cận. Lai là lại là đến, hàng phục là quy thuận chịu phục tùng. Những nước tuy hùng mạnh nhưng sau này sẽ chịu phục tùng, đời thượng quân có thánh chúa trị vì. Đinh hợi đáo niên tạo thiện nhân. Đinh hợi, đây là Đức Thầy nói cái mốc năm 1947, Ngài vắng mặt. 2007 là đáo niên. Đáo niên là trở lại, là 60 năm trở lại. Tạo là lập, là dựng nên. Thiện nhân, thiện là lành, nhân là người, người hiền lương đức hạnh. Đến năm Đinh Hợi đáo niên, sau khi Đức Thầy đi giải đạo chúng sanh khắp thế giới cõi Ta Bà, Ngài trở lại đầu tiên là để chọn lựa người hiền. Đó, Đức Thầy nói rõ đó, khi mà đúng cái 60 năm, cái chu kỳ của 60 năm đó, Ngài đi dân du giáo hóa chúng sanh khắp cõi Ta Bà, Ngài trở về cái bầu trời riêng của Ngài đó, Ngài họp với các cái chị thánh tiên để mà chọn lựa cái người hiền đức, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Đức Thầy nói trong bài sứ mạng đó. Và tôi có may mắn là có gặp một cái vị kỳ lão ở gần Đức Thầy đó, thì Đức Thầy có cho biết sau này khi mà Đức Thầy trở về, những cái người mà Đức Thầy được chọn lựa đó, dầu trốn ở trong lưu đó, chư thần cũng kéo ra, nhưng mà những người ở dù ở sát bên thầy mà Đức Thầy không có sử dụng thì Đức Thầy cũng không có chọn. Đức Thầy nói cho biết như vậy đó.
Xin tóm lại, sau này nước Việt Nam độc lập có Phật giáng lâm, chừng đó Phật giáo tồn tại, trong đó có Khổng giáo và Lão giáo. Năm Đinh Hợi Đáo Nguyên, Đức Thầy trở lại lựa chọn người hiền trước khi Ngài xuất hiện để lập đời thượng nhân. Thì kính thưa toàn thể chư quý vị đồng đạo, cái bài thơ Tứ Cú, Thách Công Tứ Cú sau cùng của bài Trong Mây, nó có một cái ẩn ý là nó giống như cái bài toán đố. Bài toán đố là sao? Cái câu mà đứng trước, cái câu đó sẽ thực hành sau, mà cái câu nói sau cùng đó thực hành trước. Như vậy là Tây dứt liên nam hiệp định thân, và cái đó là sau cùng khi mà Ngài làm xong nhiệm vụ thì các cái chư Phật giáng lâm để mà hội công đồng ở thế gian. Cho nên là nó giống như cái bài toán đố vậy. Bài toán đố là đưa ra nhiều câu hỏi, nhưng mà mình phải giải đáp như thế nào cái đáp số cho nó đúng. Thì ở đây đó, mình qua cái nghiên cứu đó mình mới thấy, thì Đức Thầy cái việc làm đầu của Ngài đó, trước tiên đó, sau khi Ngài Ngài làm xong cái nhiệm vụ mà giáo hóa chúng sanh cõi ta bà, thì cái nhiệm vụ đầu tiên Ngài trở lại ở cái bầu trời riêng của Ngài, họp cùng các chư vị thánh tiên. Cái vị thánh tiên mà ở trong cái bài mà Tỏ Câu Huyền Bí đó tôi chia sẻ, tôi có nói là Đức Thầy nói ngũ hồ ly cấu tạng hài tiên đó, huyền thuyết thâm danh tác truyện duyên, thậm thâm tối thiểu kim tàng cốc, đa giả khứ hồi giả nghiệp duyên. Thì Ngài nói là các cái vị tiên mà ở bên năm cái hồ ở bên Trung Quốc ngày xưa tu đắc đạo, hôm nay cũng có lại về đây để họp mặt với Đức Thầy ở tại miền Nam Việt Nam rồi, đến chờ thiền định thì sẽ xuất hiện. Và ngay cả Hy Di Tiên Sinh Trần Đoàn đó, Đức Thầy trả lời cho Nguyễn Thị Tranh đó, Đức Thầy nói cũng ở tại miền Nam này rồi. Vì thế mà Đức Thầy nói là Phật Thánh Tiên đông đủ nước sang, miền Nam địa phân chia đẳng cấp. Thì chúng ta nếu mà cái những cái huyền bí đó Đức Thầy không nói ra mình không hiểu được đâu. Và Đức Thầy cho biết đó, cái sứ mạng Đức Thầy giống như Khương Thượng đó, tương tự như Khương Thượng ngày xưa là tạo lưu bồng mở hội quỳ tiên, Khương Tử Gia song dĩ còn phiền, câu không ngạnh chờ non cũng gái. Hôm nay Ngài ở cái bầu trời riêng, Ngài cũng giống như là Khương Thượng ở ngồi ở bàn khê vậy đó, chờ cái thời vận đúng lúc thì sẽ thi hành cái sứ mạng đó. Ngài nói cái việc gì đâu thì có cái đó. Thì cho nên là cái câu sau cùng thì Ngài trở về đó, Ngài tạo dựng, Ngài lập nên đó, thì Ngài chọn lựa cái người hiền và phân công phân nhiệm cái vị thánh tiên để khi xuất hiện là mỗi người có cái nhiệm vụ để làm. Cho nên là Ngài nói ở trong bài Tỏ Câu Huyền Bí mà tôi vừa đọc đó, thì Ngài nói lúc Ngài đi đó thì đi có một mình, mà về thì có rất nhiều vị cùng về với Ngài đó. Đa giả khứ hồi, đa là nhiều, giả là người, khứ hồi là trở lại ha, giải nghiệp duyên đó là để làm cho bình cuộc đại chiến thứ ba, để cho nhân loại là bớt cái sự khổ đau, tức là cái nghiệp quả nó, những cái người hung ác đó đã bị tận diệt rồi. Thì cứu liên lương hiền chẳng cứu người hung là vậy đó. Rồi cái nhiệm vụ kế tiếp đó là Hùng Hoa Âm khuyên quốc lai hàng phục, là do cái đức độ của Ngài đó mà các cái những cái người anh hùng hảo hán ở trên thế giới đó đến quy thuận Ngài đó. Cho nên Ngài nói rằng là khùng mới nói chơi mà chưa ban hàng phục, hay là ra đời bất chiến nổi tiếng từ bi, lời lẽ ráng ghi thành công êm thấm, có lắm người yêu, có lắm người yêu mến Ngài mà tùng phục Ngài thôi, chứ Ngài do cái đức độ của Ngài. Rồi kế tiếp Ngài là làm cái nhiệm vụ là đem cái lý lẽ để thuyết phục hai cái tôn giáo là Lão giáo và Nho giáo để gom về một mối là đạo Phật. Cho nên hôm nay giáo lý của Đức Thầy dạy đó là tam giáo nguyên nhất môn là vậy, gồm có Phật, thánh thánh tiên. Rồi cuối cùng là mới thỉnh Phật, Phật tổ và các cái vị Phật khác lâm phàm để mà họp cộng đồng ở để thế gian để chuẩn nhận cái việc của Ngài làm. Cho nên là cái câu mà cái bài này đó, nó có cái ẩn ý như vậy đó. À, chúng ta nghiên cứu lại, qua cái sự nghiên cứu của tôi thì tôi thấy như vậy. Nhưng mà nếu mà có đồng đạo nào có nghiên cứu cái gì hay hơn thì cũng nên góp ý để cho cái đề tài được phong phú hơn, và tôi cũng có cái dịp học hỏi ở quý vị nhiều hơn ha. Bây giờ xin trả mic lại Hương Cao ơi, và mời các cái vị khác lên góp ý thêm nha.